Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay LD Digital xin hướng dẫn các bạn cách cài đặt, đổi tên Wi-Fi và đổi mật khẩu Wi-Fi của bộ phát Wi-Fi ZTE MF920 Vodafone. Thì đây mình đã lắp SIM và đã sẵn và đã khởi động thiết bị lên. Bây giờ mình sẽ tiến hành kết nối. Đây, tên Wi-Fi và mật khẩu Wi-Fi mặc định thì nó đã được dán ở cái mặt sau này. Mình tiến hành kết nối. Ok, chúng ta tìm tên Wi-Fi. Đây, nó là Vodafone MobiWise đây. Ok, kết nối. Tôi sẽ nhập, mình sẽ nhập mật khẩu A, B này, U này, 3, M, 8, 4, 6, 4, 9, 8, 4, 6, 4, 9. Ok, kết nối. Ok, tôi đã kết nối thành công. Thì ở đây cài đặt thì chúng ta sẽ dùng cái app là, nó là app ZTE Link đây. Đây, app này thì các bạn có thể download ở trên App Store hoặc là trên Google Play đều được. Đây, chúng ta sẽ mở, bắt đầu chúng ta sẽ tự tay mở app lên. Ok, tôi sẽ kết nối, bắt đầu kết nối với app đây. Kết nối. Ok, đây các bạn đã nhìn thấy hiện tại đã hiện sóng 4, hiện sóng này lên 4G này nhưng mà chưa có mạng, thì chúng ta sẽ tiến hành cài đặt để cho nó có mạng. Thì đây, ở bên thanh menu bên tay trái đây, tôi tích vào đây. Tôi sẽ chọn vào setting. Setting và tôi sẽ chọn đến connect setting. Tiếp tục. Tôi sẽ chọn dòng IPN. Đây. Ở đây và cái cùng cái dòng trên cùng là dòng mode đây. Tôi tích vào mode chuyển sang normal. Rồi ấn ok. Tiếp tục chờ một chút. Rồi ok, nó hiện lên default rồi. Ok, nó tích cái default. Tôi sẽ tích vào set default. Xong ok. Đấy, xong bắt đầu tôi quay ra. Đây, data roaming bật lên. Ok, bật nhạc. Ok. Rồi ok, chờ chút. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Hiện tượng biểu tượng quả cầu đã lên là đã có mạng. Ok. Bây giờ tôi sẽ tiến hành đổi tên Wi-Fi và đổi, đấy, máy tôi báo có mạng rồi, tôi tiến hành đổi tên Wi-Fi và đổi mật khẩu nhá. Ok, chúng ta tiếp tục lại tích vào setting, để chọn vào setting, tôi chọn đến mục Wi-Fi. Đây, cái dòng cái này, con này nó có thể cài đặt hai tên Wi-Fi, thì thường thường mình dùng một cái thôi. Đây, tôi sẽ đổi cái này, cái mặc định đầu tiên của nó này. Ok, tiến hành. Đây, tôi nhập tên Wi-Fi mới vào đây. Tên Wi-Fi mới này, LD đi. Digital. .net. Mật khẩu thì các bạn muốn để là gì cũng được nhá. Đây tôi sẽ để là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 đi. Ok, ok. Rồi ok, đã đổi xong. Điện thoại của tôi đã thoát Wi-Fi. Bây giờ tôi tiến hành kết nối lại vào Wi-Fi mới và truy cập thử vào mạng. Ok, đây. Các bạn nhìn thấy LDDigital.net đây, đã đổi thành công rồi. Tôi tiến hành nhập mật khẩu 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Rồi ok. Ok, đã xong. Bây giờ tôi tiến hành test xem nó đã có mạng chưa nhá. Đã kết nối rồi. Tôi dùng speed test đi cho nó dễ. Rồi ok. Đấy, đã có mạng rồi. Thế là đã các bạn đã cài đặt thành công. Xin cảm ơn các bạn, chào các bạn.